công dụng như nào. Đây, đâu có cao su non đâu. Đây, gì nữa? Đâu có. Căng thẳng một xíu. Đây, 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 đây mọi người nhá. Đây nha mọi người, đây là chỉ là lớp vải thôi. Đúng rồi, đây bên trong đây này. Nhỡn thôi chứ bên trong là cao su non thiệt. Đây. Mặt tái kìa, đỏ kìa. Mặt tái, em sẵn sàng tự tin luôn. Một 10.000 cái thì nó mất 10.000 như một luôn. Rồi, bên trong là cao su non, ống cười khẳng khẳng. Ống cười khẳng khẳng, đây mọi người nhá, đây là cái chất liệu cao su non bên trong. Đây, đây. Nè, đây chính là lớp cao su non nhá. Đây. Đó, đây. Đây, các bạn coi nhá. Đó, đây chính là lớp cao su non mọi người ha. Bên trong này chính là lớp cao su non. Cũng không không dày lắm nhưng cũng có. Bởi vì là dày, dày thì cái bình thường mọi người mua cái nền cao su non đúng không ạ? Nó cũng đã mấy chục triệu là có. Đúng rồi. Thì đúng về rồi. Cái lớp này thì mình nó là để làm dày quá thì nó ấy quá, mắc quá. Và, đây, và một lớp nào? Hai lớp nào? Ui nhiều đấy. Ba lớp nào? Và thêm lớp cao su non là bốn lớp. Bốn lớp. Tổng cộng là bốn lớp tất cả, bốn lớp mọi người nhá. Và cái sản phẩm này ấy nó là cái cao su non em cho em chia sẻ anh ơi cho em chia sẻ à quên anh chia sẻ cho em xíu đó là cái ưu điểm của cao su non nhé. Cái ưu điểm của cao su non ấy thì là khi mình nằm trong phòng máy lạnh phòng điều hòa ấy, dạ. Thì là cái nhiệt độ nó sẽ hấp thụ vào cái mặt bề mặt của cao su non này mình nằm cảm giác rất là mát. Còn nhưng mà cái lưu ý đặc điểm của cái cao su non này mình phải biết cách sử dụng mọi người. Còn nếu như mà mình vệ sinh á thì mình chỉ nên nằm giặt ở nhiệt độ thường và dạ. Không được phơi ra ngoài nắng trực tiếp. Bởi vì sau khi mà cái cao su non này mà gặp ánh nắng trực tiếp hoặc là nhiệt độ cao thì nó sẽ bị kiểu như là bị khét. Nó bị khét đúng rồi chính xác nó bị hôi và bị sẽ cái tuổi thọ nó sẽ không được cao nha mọi người nên là của bền là do tại người nên là mình sẽ sử dụng cách đúng cái cách sử dụng nhất có thể rồi chốt hạ lại để nếu như mọi người muốn xài chiếu cao su non để cho nó bền á thì khi mà mọi người mua về xong mọi người cất vào trong tủ không xài nữa là nó sẽ không có hư là sẽ được không đó thì nó sẽ không có hư mấy bạn nhá đấy còn nếu như mọi người xài lưu ý chút hàng nhá sử dụng máy lạnh để giặt được nhưng không sử dụng nhiệt nóng để sấy và không phơi trực tiếp ngoài ánh nắng mặt trời còn cao su non này ưu điểm của nó đó là khi mọi người trong phòng bật máy lạnh lên nó sẽ hấp thụ cái nhiệt độ trong máy lạnh của tụi mình ấy nó làm mình nằm được chứ kể cả khi mà mình có tắt máy lạnh đi mình nằm vẫn mát đúng rồi nó vẫn mát mọi người nhá đó là cái ưu điểm của cái cao su non là như vậy nhá rồi một cái set này hôm nay bao nhiêu anh hả một cái set này hôm nay thì là bình thường chị có nhớ lần trước là chị bán bao nhiêu đợt trước là 200 mấy là các size nó còn tăng giá luôn đúng rồi size to hơn tăng giá hơn 200 mấy thì hôm nay em gửi tân đi cho em đi vệ sinh các size đồng nhau luôn đồng size bằng giá và 199.000 178.000 áp vô trò bản giá này mai mốt ông khỏi bán luôn đó 199.000 là 199.000 là giá deal phải không đúng rồi giá 178.000 là áp vô trò vô mua được mọi người ơi cái set này mua được là bởi vì một cái set này toàn bộ ngày hôm nay là tất cả mọi size đồng giá đặc biệt luôn ngày hôm nay tất cả mọi size đồng giá nhá mọi size mọi người đều được đồng giá cho luôn đây cái chất liệu của nó đây tất cả các size đều đồng giá luôn là một nè thứ hai nữa là nó sẽ đi kèm với hai cái vỏ gối đi kèm cùng hai cái vỏ gối nào đây cái vỏ gối này ở đấy cắt rồi nãy cắt đây nhá vỏ gối này đó rồi hai cái vỏ gối này đi kèm cái này có thể nhét được không chắc không anh chắc nhét được không em thấy sao nhỏ nhỏ hơn nữa ra đây rồi cái này ấy, mọi người Hằng cũng khuyến khích mọi người em ơi đẩy cái set gối lên số 2 giùm chị đi cái set gối để lên số 2 giùm chị. Hằng cũng khuyến khích mọi người là mua một set này. Mọi người ơi, các bạn mua một set này và các bạn kết hợp thêm một cái set gối nữa. Bởi vì cái set gối đó, set gối công thái học á, giá 199.000, áp vô giờ vô, áp vô trò là còn 150. Giá của cái set này đen giá deal đang là 199, giá ngày xưa Hằng bán là 250, giá hôm nay còn 199, đồng size, toàn bộ đồng size là 199, áp thêm vô trò vô nữa đang còn 179. 179 cộng 150 là 320 hả? Phải không nhiêu ta? 320, ôi mày quá. Đây, 320.000 là vừa được một set gối mà vừa được một cái set chiếu điều hòa. Còn bao gồm hai cái vỏ gối luôn. Cái này nó rẻ, mọi người ơi. Cái này hôm nay nó rẻ thật sự luôn. Cái gối khi mà nhét vào trong. Nè, cái gối khi mọi người nhét vô nó sẽ như thế này đây nhá. Là các bạn có thể mua cái vỏ gối luôn, vừa khít. Cái gối bên ngoài đâu? Cái gối bên ngoài cho anh chị luôn. Cái gối mà chưa bỏ vỏ vô đấy. Đây nhá, Hằng khuyến khích mọi người mua một set chiếu điều hòa kết hợp cùng với một set gối luôn nó sẽ lời hơn đấy. Nó lời hơn. Cái gối hồi nãy anh cứ đưa ra đây đây không sao đâu cứ đưa ra đây chị bóc ra cho đây cái gối đây mình moi cái này ra nhá moi cái này ra cho mọi người coi cái gối nó sẽ như thế nào đây cái set gối này đó Hằng khuyến khích mọi người mua cái set này một cái set gối này đó đây một set gối này 150.000 hai chiếc
kết hợp cùng với set chiếu điều hòa. Chiếu điều hòa 199.000, toàn bộ size đồng giá, cộng thêm nữa là áp thêm voucher vô còn 179.000, quá trời rẻ rồi. Cái chiếu là 199 luôn đó mọi người, cái chiếu 199.000 một set nhá. Bình thường là ngày xưa là chỉ, khi mà voucher sâu lắm thì mới được 199.000. Đúng rồi. Còn là đúng rồi. Em gửi 199.000 là chưa áp voucher gì cả. Đúng rồi, 199.000 hôm nay là chưa áp voucher, ăn vô đây một xíu đi. 199.000 là chưa áp voucher về cả cái gối này nữa này. Còn 150.000 các bạn áp voucher vô nguyên một set gối còn 150. Rồi cái sản phẩm này đó là 199 mọi người áp voucher vô. Một cái set chiếu điều hòa còn 178.000. Mà cái màu này đẹp hơn cái màu hôm bữa em like. À, thì là chị thích màu này đúng không? Cái này đẹp hơn mà, cái hoa văn với cả cái họa tiết trên nó sẽ sang hơn, đúng rồi. Nó sang sang, mặc dù là mình biết mà nó đang mô phỏng theo một cái gì đó, nhưng mà nhìn nó cũng sang hơn đúng không? Là chỗ này nó sẽ có bao góc tất cả nha mọi người. Toàn bộ chỗ này là sẽ có bao góc này. Đó, là có bao góc toàn bộ ở đây luôn. Đây nhá. Thấy chưa? Ê, rồi, một set cái này khuyến khích mọi người sử dụng. Ví dụ nè, mọi người ơi, hằng lưu ý lại để cho những bạn nào vô sau nhá. 1m6, 2m, 1m8, 2m2 đều đồng giá. Cho nên hôm nay là cơ hội để mọi người đặt nhá. Mình mua cho cả gia đình mình xài luôn cũng được. Toàn bộ đồng giá, chứ bình thường là giá mỗi size là có cái giá khác nhau đấy. Hôm nay toàn bộ đồng giá 199.000, chưa áp voucher. 199.000 chưa áp voucher nhá. Rồi cái này nè, Hằng sẽ hướng dẫn lại cho mọi người một xíu nè. À, nó là chiếu điều hòa cao su non. Thật sự nó là chất liệu cao su non, bởi vì hồi nãy Hằng có cắt ra. Ở bên trong nó thật sự là chất liệu cao su non nhé mọi người ơi. Đó, cao su non thật sự luôn nha. Rồi, ưu điểm của cái chiếu cao su non là khi mọi người sử dụng, mọi người nó sẽ hấp thụ cái nhiệt độ trong phòng của mình. Khi mình bật máy lạnh nó hấp thụ nhiệt độ lạnh, kể cả khi mọi người cứ tắt đi, mọi người nằm lên nó vẫn mát. À đó, rồi, khuyết điểm này, có khuyết điểm luôn. Đó là cái chiếu cao su non khi mọi người nhận về nó sẽ hơi có cái mùi cao su non mới. Thì mình bắt buộc mình phải giặt đi và sau đó mình ngâm thêm comfort. À, và trong quá trình mọi người giặt, có thể giặt máy nhưng đừng sấy khô và không phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Đây là một cái lưu ý khi mà mọi người sử dụng chiếu cao su non nhá. Đó, để cho nó mềm và nó đỡ bị mủn ở bên trong, và để đó hạn chế cái vấn đề bị mùi ấy, thì mọi người hạn chế cho nó tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc là cái khu vực mà sấy nhiệt nhá, là ok. Đó là cách mình bảo quản ha. Rồi đây một set cao su non này mọi người, hoa văn giống như mọi người đang nhìn trên màn hình khá là đẹp. Hoa văn khá là đẹp luôn. Đây 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 đây. Hoa văn của nó khá đẹp nhá. Một set bao gồm tất cả các size từ 1m6, 1m8, 2m, 2m2 và bao gồm hai cái vỏ gối đi kèm nữa. Giá của nó 199.000 bao gồm hai cái vỏ gối. 199.000. Vỏ gối chưa kèm gối nha mọi người. Vỏ gối chưa kèm gối là 199.000 một set, chưa áp voucher. Rồi, Hằng khuyến khích mọi người mua thêm một set gối nữa. Một set gối công thái học, set này cũng là 199.000 một set. Các bạn áp voucher vô nó đang rơi vào rẻ hơn 199.000, là các bạn, Hằng khuyến khích mọi người mua một cái set là set chiếu điều hòa kết hợp với một set gối thì nó sẽ hoàn thiện hơn và cái giá nó đang khá rẻ. Một cặp gối và một set chiếu điều hòa bao gồm kể cả vỏ gối và cái ga điều hòa đó mọi người, là cái chiếu điều hòa đấy là đang rơi vào khoảng tầm 320 thôi. Trung bình là 320 đấy mọi người, hoặc là mắc hơn 320 một xíu nhá, là sau khi mọi người áp voucher đấy. Ừ, đó rồi ha. Rồi Hằng cảm ơn mọi người nhá. Còn mình còn cái gì của anh nữa không em hả? Hết rồi phải không? Ok ok, dạ em cảm ơn anh. Hôm sau cứ nhiều điều xíu được ạ. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh. Rồi. Ôi, cảm ơn anh nhá. Dạ. Rồi. Để ok cho em á. Cứ để ok á. À. Cứ để ở kia hả? 20 ngộ chưa đủ. 20 ngộ vẫn chưa đủ. Ê, no, 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 no. Cái này không phải, từ từ em. Từ từ. À, cũng được, cũng được. À, ừ. Khởi. Tẩn ra, tẩn ra, tẩn ra. Hai mấy cô lại nào. Ủa, ê ơi. Nhà bụi bẩn nhiều lắm. Hôm trước ai kêu em đem đi hút à? Nước. À, thì té thừa có ai hút được nước không? Ừ, nhưng mà cái nhà này nó hút nước. Ớ, mẹ cho nhãn hàng lắm. Nhãn hàng sợ tím tái mặt mày. Nhãn hàng sợ tím tái mặt mày luôn. Đây mọi người ha. Cái máy hút bụi, nhưng cái máy này nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà có cái yêu cầu không quá cao. Bởi vì nó không phải là một cái dòng cao cấp, nó sẽ phù hợp với những bạn là học sinh sinh viên hoặc là những bạn mà gia đình có cái điều kiện kinh tế thấp hơn một xíu. Đúng rồi. Bởi vì nó là giá cả hợp lý. Để Hằng nói, để Hằng nhìn về cái ngoại hình của nó thì nó không phải là quá xịn, quá sang, quá đẹp. Nhưng mà lực hút của nó mạnh nha. Chuẩn bị, lượng hút của nó rất mạnh nhá. Bây giờ nhá, Hằng phân tích cho mọi người một xíu. Đây là cái khu vực để mọi người hút cái sàn nhá. Hút cái sàn. Và nó có cái bánh lăn ở hai bên. Rồi, cái này khi mà mọi người lăn trên những cái mặt sàn mà bằng nệm á, cái nệm nó phẳng ấy, cái nệm phẳng á thì ok. À. Còn có những cái dạng mà nệm lông quá trời rồi ở đó thì nó sẽ hơi khó hút. Còn cái này nệm phẳng ở bên dưới, nệm thảm trải là có thể hút cho mọi người được một phần nhỏ đây ha. Chỗ này sẽ có hai cái bánh lăn, lăn khá to. Đó, cho nên là đi trên cái bề mặt nệm nó vẫn có thể đi khá là ổn nhé. Rồi, cái này nè, bây giờ Hằng sẽ hút cho mọi người coi về cái lực, cái lực cái đã nhá. Đây, em hút nè, em hút nè, em hút đi. Ê, sao? Gì đấy?
Cái này là 2 lít. Một can 2 lít. Lên luôn hả? Em thử xem. Thử không? Được không? Đây đây. Từ từ. Rồi, em bật lên đi. Được này. Ui, được đấy. Đó. Ôi, ông còn nhấp nhô. Đấy. Vậy là lục của nó đã rất là mặn. Mày rồi. Cái này mấy lít đấy? Rất là mặn, 2 lít. Ui giời. Hai lít nha mọi người ơi. Cái chai này là 2 lít nhá. Em hết cái này cho chị phát nữa đi. Hết phát nữa nè. Đó. Đây nhá mọi người ha. Cái lực hút của nó khá là mạnh. Rồi nó có thêm một cái đầu nữa. Đầu này. Đầu này mình gắn vô đây được nè. Đó, mình sẽ gắn cái đầu này vô đây. Đầu này để mình hút những cái thảm á. Vâng, những thảm cái khe mấy cái khe nhấp nhô ấy. Mấy cái khe nhấp nhô mọi người ha, những cái khe kẹt tại đó mình hút mấy cái khe hoặc là mình hút mấy cái thảm rồi ha. Rồi, để Hằng hút thử cho mọi người coi. Đây mình hút lên cái này trực tiếp dùng chị luôn. Đây 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 đây. Không đổ nước mà hả? Trời ơi ông nội ơi, đổ nước nữa. Đổ nước nữa, đổ nước hoài à. Đây đây. Đây đây đây, chị lắp cái này vô đi. Đúng rồi, cái này mình lắp cái này. Trên này nó sẽ có cả tóc nhá. Khiếp, để một chùm tóc này quá trời mà sao lên trên đây nhìn có một chùm nhỏ xíu vậy? Trắng quá, trắng quá. Trắng quá phải không? Mấy anh này cà quá trời cà luôn á. Phải dôm lại. Đây 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 đây. Đây nhá mọi người ơi, mọi người nhìn kỹ cái này rất căng nhá. Nè, thấy chưa? Một lần thôi, một lần thôi đúng không? Ừ. Thấy chưa, thấy chưa? Nghe chưa? Ê, dạ, được đấy. Đó. Hôm nay không có giá hả? Giá giá cái này hôm nay bao nhiêu mọi người? Đấy, sạc nha mọi người ơi, sạc được đấy. Ở bên trong này, có tặng thêm lõi cho chị không? Có tặng lõi không? Cái này giá của nó 479, đang còn 439 ngàn một set. Áp vô trò vô, còn bao nhiêu mọi người ha? 379 ngàn. Ui, 379 ngàn. Hôm kia em bán là 400 mấy là áp hết rồi đấy. Thấy chưa? Hôm nay tất cả sản phẩm là giảm 439%, nha. 439 phải không? Hôm bữa em bán 439. 439 đúng rồi, 439. Á voucher là 439 đấy. Bởi vì hôm nay mọi người có cái voucher giảm giá 30% lận. Nên là cái giá 439 hôm bữa mọi người mua ở đâu đó thì có thể là hơi cao hơn bên Vinla Line của Hằng một xíu nhá. Vinla Line của Hằng hôm nay mọi người đang mua là lợi nhuận rất là nhiều luôn. Nguyên một set như thế này và có bảo hành nhá mọi người. Giá của nó đang rơi vào đó là 379 ngàn sau áp voucher. Sau khi áp voucher vô là 379 ngàn rồi cái này. Này, cái này là cầm tay được này. Nè, đúng rồi, đấy. Cầm tay được luôn. Mình gỡ cái này ra. Đây mình lắp cái này vô. Thôi đó. Mình cầm tay, mình hút mấy cái thảm, mấy cái rèm cổ á mọi người. Mình hút mấy cái rèm cổ của tụi mình đó, rồi hai đứa đứng lọc cọc. Như mừng, sao? Như mừng. Thử cái này. Giá sinh viên, giá sinh viên. Duy Mừng. 379 đúng không? Giá sinh viên. Lì kha, sinh viên cũng có thể mua được. Máy hút trời bụi. Trời ơi, lấy lộn cái đầu tôi quánh một cái, đứa nào lấy đúng cái rồi, đầu này đúng rồi, con nhét được không? Kêu nhét nãy giờ không nhét được. Tặng một lọc á. Lấy lộn cái đầu của cái máy kia rồi, lấy lộn cái đầu của cái máy màu đỏ rồi. Trời ơi, bộ lọc đâu? Còn tặng thêm một cái bộ lọc. Giá của nó đang còn là 370 mấy ngàn đúng không chị hả? Áp xong vô trò, 370 mấy ngàn. Có một cái đầu này nữa mọi người, nhưng mà bé lấy lộn đầu rồi. Một cái đầu này nữa nhá. Rồi, ví dụ như bây giờ này, bạn nào vô sau, mấy đứa này nó soạn đồ, nó lấy lộn đầu rồi. Đưa lại cho em cái can dầu. Nè, người dầu. Đây, bạn nào vô sau nhá, Hằng test lại cho mọi người coi. Cái này các bạn hoàn toàn có thể tháo ra, mọi người cầm tay được mà. À, vâng, cầm cái này, cầm tay ủi này. Đấy, được. Cái này là sàn này. Cái này là sàn, đúng rồi. Thoải mái. Cái này là sàn. Ôi, giá sinh viên nhỉ? Ồ, còn 300 mấy luôn trời. Ủa. Hút lọc mạnh lên một chút. Đó. Đó. Ghê. Cái này mà đưa lên trên mặt mà hút vào mấy cái mụn rồi nó mới chớm rồi chắc ra luôn. Chắc ra luôn, quá trời cái sức gì đâu mà giữ thần rồi đấy. Đây là cái can này 2 lít cho mọi người. Nó là 2 lít đó mọi người nhá, 2 lít đấy. Cái này là vừa có thể cầm tay được, gắn cái đầu kê vô nữa mọi người, kéo trên cái rèm cũ của tụi mình nè. Đó, rồi các bạn gắn cái này vô để mình di dưới sàn nhá. Thoải mái luôn. Đây, di dưới sàn. 1m8 này. À, 1m78. Đây, 1m78 thoải mái luôn. Đấy, di dưới sàn, 1m78 nha mọi người.
Rồi ok ok mà. Cái này ok mà. Áp vô trò vô còn 370 mấy thôi. 370 mấy quá rẻ. Áp vô trò vô là còn khoảng tầm 370 mấy thôi là được rồi nhá. Hay rồi. Nhờ. Mọi người ơi, cái này nè, những bạn nào mọi người là học sinh sinh viên, những bạn nào là công nhân mẹ bỉm mà điều kiện tài chính không cao, hoặc là ba mẹ mình ở dưới quê mọi người ha, điều kiện tài chính không cao mà mọi người muốn làm sao để cho nó nhanh lẹ một xíu đó, thì các bạn có thể mua cái này. Những bạn nào mà mọi người ví dụ như các bạn mua về để mọi người nói là ui so với những cái dòng nhà mình mua mấy triệu không so được. Đúng rồi. À, không so được, không so mọi được. Người ạ. Bởi vì nó là một cái sản phẩm mà nó bình dân một xíu rồi cái giá nó cũng sẽ bình dân nhá, chứ nó không phải là cái dòng cao cấp xong rồi cái giá rẻ thì nó cũng không phải như vậy. Có gì thì Hằng cũng nói đó thôi ha. Rồi giá áp vô trò vô đang còn là 300 mấy thôi, khá là ok đấy. Khá ok, 370 mấy. Bèo, quá bèo luôn. Giảm 30% mà, toàn bộ giảm 30% toàn tất bộ cả các trong giỏ hàng, kinh nhỉ. Toàn bộ